Ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Phương 42 tuổi, ngụ ấp An Ninh, buôn bản Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Phương và chị Lê Thị Thu Hà sinh năm 1990, ngụ ấp 3, buôn bản Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kết duyên vào năm 2011, cả hai có với nhau hai con trai quá trình tầm thường sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn và ly hôn vào cuối tháng 8 năm 2019. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, chị Hà đăng ký kết duyên với anh Trần Tuấn Hạnh sinh năm 1984, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 16 tháng 10, Phương có hẹn với chị Hà đến quán nước giải các máy lá tại buôn bản Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để giải quyết việc nuôi con và phân chi tài sản. Phương đi một mình đến nơi hẹn còn chị Hà cùng anh Hạnh chồng sắp cưới và ba nam thanh niên khác đi trên xe ô tô đến điểm hẹn. Trong lúc nói chuyện, chị Hà và Phương nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Phương dùng tay tấn công chị Hà nên anh Hạnh ra tay căng ngăn. Sau đó, Phương dùng cây kéo tấn công chị Hà. Thấy vợ sắp cưới bị tấn công, anh Hạnh đã lao tới đỡ nhát kéo cho vợ và bị đâm trúng tử vong sau đó. Chị Hà cũng bị Phương đâm trọng thương. Ngay sau đó, Phương đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện vụ việc đang được kế tiếp điều tra làm.